Quy không biết là ai là cái người mà gọi là tư vấn cho con trai của bà Hằng, phải không? Về cái chuyện là tức là xin đưa 10 tỷ để tại ngoại, ông Tuấn con bà Hằng cũng có gửi đơn cho cơ quan tố tụng ở Sài Gòn xin là khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho mẹ và xin được bảo lãnh cho bà Phương Hằng tại ngoại để điều trị bệnh. Bạc tình bạc nghĩa với chúng tôi dám nói ông là người bạc tình bạc nghĩa là bởi vì sao? Chính chúng tôi là những người hy sinh cho quê hương ông. Bây giờ ông địa vị nào tôi không cần biết, tôi chỉ biết ông Phan Văn Mãi là bí thư Bến Tre ngày xưa là cái nơi chúng tôi đã từng xuống dưới đó giúp đỡ, bây giờ quay lưng bạc tình bạc nghĩa với chúng tôi. Thế thôi, tôi sợ gì, đó là sự thật. Có giết tôi cũng nói sự thật. Thì thưa quý vị, trong cái đơn ông Tuấn con của bà Hằng viết á, là mong cơ quan điều tra viện kiểm sát xem xét thêm cho điều kiện hoàn cảnh của bà Hằng đang phải điều trị nhiều bệnh, cao huyết áp, rối loạn lo âu, tiền đình, thiếu máu, mất ngủ kéo dài, u sơ tử cung và liệt kê hàng loạt những cái bệnh khác nữa. Thì theo đó thì ông Tuấn con bà Hằng nói là trước đó bà Nguyễn Phương Hằng phải thường xuyên uống thuốc điều trị gần 10 năm nay. Và chưa hết á, thì bà Hằng là người chăm sóc mẹ già hơn 90 tuổi cùng hai con nhỏ. Do đó ông Tuấn xin đặt số tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng, tức là khoảng chừng 400, nếu mà tính tiền đô la Mỹ 10 tỷ khoảng chừng 400 mấy ngàn á, để mà gọi là thay thế biện pháp ngăn chặn cho mẹ mình đến khi kết thúc vụ án. Thì thưa quý vị, là quý vị nên nhớ là ở tại Việt Nam á, chưa có cái tiền lệ, tức là đóng tiền thế chân. Thí dụ như bên Mỹ hay bên châu Âu đi, khi mà bị một cái vấn đề nào đó thì đóng một cái số tiền, nó gọi là tiền thế chân, tiền bail để mà trả ra, giống như cái vụ mà hai nghệ sĩ nhân dân đi qua bên kia du lịch châu Âu thì đóng cái số tiền thế chân được ra. Nhưng mà ở Việt Nam không có. Tức là đây là một cái tiền lệ rất là đặc biệt ở tại Việt Nam. Tức là bây giờ xin đem 10 tỷ đồng đóng vô đó để thế lấy bà Hằng ra cho bà chữa bệnh. Bà Hằng viện dẫn chuyện mình là có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện rồi nhân đạo trong cái chuyện mà đại dịch hồi cái mùa dịch bệnh vừa qua. Thì dẫn chứng ông Tuấn con bà Hằng cũng liệt kê hàng loạt những cái thư gọi là cảm ơn, rồi bằng khen, giấy tri ân của nhiều cơ quan, nhiều tổ chức xã hội trao tặng để ghi nhận cho bà Hằng và công ty Đại Nam. Và thưa quý vị, thì ở trong cái đơn mà của ông Tuấn con của bà Hằng á, đưa cho cơ quan đó, nó cũng có nhắc đến cái quỹ Hằng Hữu mà do mẹ mình làm giám đốc điều hành. Ở trong đó có ghi là quỹ Hằng Hữu có đóng góp công sức ủng hộ hoạt động nhân đạo. Thì quý vị cũng biết đó, là bà Hằng bị bắt ngày 24 tháng 3 với cáo buộc là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, tức là liên tục tổ chức buổi livestream phát ngôn để nói nhiều chủ đề, nhiều nội dung chưa được kiểm chứng. Tôi cảm thấy tôi làm điều đó là có lỗi. Tôi xin lỗi đảng và nhà nước tạo điều kiện cho tụi tôi để tôi được sớm được trở về gia đình. Rồi xong, nó cần một cái câu đó duy nhất của bạn thôi: giữa tiền và tội, giữa chính nghĩa và không chính nghĩa, thì chọn cái nào?